ông này không? Thôi, chờ ông. Sao vậy? Chịu gả luôn nè. Thôi. Cưới luôn cho. Thôi. Sao vậy? Chịu không? Mua số đi, mua giùm đi. Chịu đi. Thôi. Ông lái xe hơi đi cho giỏi đi bán cái số. Thôi. Ông vợ chịu một cái viên chiên nha. Anh Việt Kiều. Nay hết số về sớm nha mọi người. Anh Việt Kiều đẹp trai quá. Việt Kiều đi bộ, kiếm bốn người gái đẹp nhập băng vô nhậu. Trời ơi, thôi chết rồi, trời ơi. Trời. Ông nói câu quy đề cất cục. Hôm nay em mặc áo màu xanh, nhìn hằng quang bông banh em không nhìn quang nữa. Trời ơi, giờ này chưa ngủ nữa. Nó đợi chất về nó mới ngủ. Nó đợi chất về nó mới ngủ đó. Rồi bên này. Trời ơi, cũng, lấy cái nón vậy. Trời lên đi, let's go. Để gì chất cái chân á. Đấy. Hey. Hey. Chất sao nhìn giống con nhái quá à. Trời còn hơn heo luôn cái trời. Về gì chất. Mở cái này nè, cái này. Rồi. Đây đây nè. Đồng đồng nhìn chất lên mà không một sự thương tiếc nào luôn cả nhà ơi. Rồi. Nó ẩm ra mà đưa cái da giống con nghèo. Rồi là ẩm ở đèn. Thấy con lấy chở không đi. Thôi, sao không biết chở. Hello Quy Quỳnh nha. Rồi, chào mọi người đi. Kìa, Miên nó nói gì kìa chất. Rồi lại. Miên nói gì kìa. Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Qua chụm nồi. Không đây, coi chán đi. Qua tao chụm nồi, mày bỏ tao nha. Rồi. Rồi. Rồi, let's go, đi. Lại la, lại la. Rồi, go, go. Vô nhà đi rồi. Ở nhà rồi. Vô xuống. Xuống đi. Lại đi. Rồi xe đây. Rồi. Ở nhà rồi. Dạ thôi. Chở lên phường hay sao? Thôi chạy lại đi. Có chào đi vậy không trời? Có chào. Mà mấy bài cái giáp kìa đó. Áo xanh xanh là không bà, không nhìn mặt thằng Quang. Rồi rồi, bốc thẳng đi Lâm ơi. Ôi, rách áo, trời ơi. Rách áo, rách áo. Đại đi, đại đi. Đại đi, nhức quá này, cái tội. Rồi, về nè. Về, go. Vô hả? Quá với lại quá. Dạ, em mới nhận được tiền rồi, đó chị Lucy ơi. Lẹ lên. Khoái lắm. Chị chứng khoái lắm nha mọi người, thấy vậy rồi khoái lắm. Ủa thật đó, ôi về Quang ơi. Lại mà. Ở lại đây rồi. Mua mai bà cái nút quá, 30 quá. Ai cho bà về? Về, nhức răng rồi. Nhức răng hả? Nhức cái cặp này à. Chị chứng tháo răng đi, tháo răng đi. Ôi, nhức quá này à, lại. Em sẽ làm tiếp để... Trời ơi. Trời ơi. Trời đi nè. Quái quái. Trời ơi. Đẹp quá trời, chịu nổi luôn. Mai cho Thương đi trước. Con cho xin giùm tớ với gì trước nha. Chắc hỏi chịu con không chết. Gì? Xin giùm tớ với gì trước nha. Dù cao dữ, gì trước có hạn nha mọi người. Đẹp quá. Cái quảng cáo để con xíu cái quảng cáo. Đẹp quá trời. Đẹp quá. Chụp hình cái coi. Chụp hình với trước coi. Sao xa xong rừng quá vậy. Đường quá hay quá. Nè đưa đèn vô cho à, chuyển tí ra làm. Ánh sáng, ánh sáng. Âm thanh ánh sáng. Rồi. Rồi. Kì em ở giấy số coi đi bà. Đi gì? Trời. Chụp đi. Ok. Chị Trúc. Cưỡng con cái ơi. Chị Trúc thấy con đẹp gái không? Đẹp. Đúng không? Đem con gì được không? Sao vậy? Chị Trúc có con gái không? Chị Trúc có con gái không? Con gái. Tưởng có anh
Không, nó có chồng có con dễ gì. Vậy hả? Dì Chức được nhiều con không? Con đứa gì nhất à? Rồi quay đi. Hey. Hey, 1 2 3. Quay quay đi. Đưa điện thoại chụp cho chị. Hey. Dạ đây vô chồng. Từ từ, cái này nó có dây. Lại lại lại, chớp mắt vậy hả? Lẹ. Giữ chạy, cười em gái giữ chạy. Hết. Bây giờ ở đây nhiều số quá, giờ cô nghĩ. Lựa đi. Con mua số này. Lan Quế Phường, 258. 258. Ở đây sáng ăn phở, chiều ăn cá viên chiên. Lan Quế Phường phải tầm thường, đưa cô Phương lên phường. Vậy giờ gốc cô là giờ con nên mua số nào cô? Bốc đại tùm lum đi. Không, bây giờ cô chỉ con cái số này là mua, người mai chú liền á. Đó, tùm lum á. Tùm lum là tờ nào chú? Tùm cá trống về nước, em trống về mọi người yêu Phương, đưa mặt lên chụp. Đâu để con đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sao lẻo? 100 ngàn. Đúng rồi, 100 ngàn. Ủa sao 100 ngàn cô? 11 ngàn tờ thưởng ba con mà đọc coi. 11 ngàn tờ mà 9 tờ. Là 100. Mới 99 ngàn thôi sao 100 cô? Bớt gà bớt ngàn. Bo lại ngàn. Mãi con một tờ nha. Ủa sao sao? Là cô bớt con 1 ngàn là lúc là con đương 100 ngàn là đúng không cô? Đúng không cô? Kìa xe hơi vô kìa, xe hơi vô kìa. Có thưởng nhưng mà bây giờ lấy 9 tờ 11 ngàn tờ đưa con 100 ngàn là đúng không em? Trời ơi là trời. Ủa, con tưởng là 9 tờ là 90 chứ. Giờ bớt 90 được không con? Nè này 90. Ôi sữa không? Nãy mờ không mua bên kia. Giờ cô kêu là mua cái đóng đó là ngày mai trúng đó. Giờ mai không trúng sao con? Trúng lên đường. Cô phải nói sao để con mua chứ giờ không chúng lên đường sao con dám mua. Mua đi. Bớt cho anh ngàn rồi đó. Cô bớt cho con đi. Ngàn. Nhưng mà gái đẹp chỗ không? Cô bấy cái dưới tốt hộn á. Số nào chúng? Chỗ này nè. Số này chúng hả? 4 tờ. Lấy 100 ngàn. Không. Mua. Nè, nó hết số đó rồi. Số mấy? Ừ. Vậy chúng không thôi. Chúng. Chúng ơi. Nói. Bạn lấy số lấy tiền hả gì trời. Lấy mà nó cứ nhấp hoài à. Chú ơi, bây giờ. Ngước cái mặt lên. Rốt cuộc là giờ 9 tờ này bao nhiêu? 99 ngàn, bớt ngàn. Là, 98 là bây giờ con đưa cô, ví dụ con đưa cô 500, cô thối là còn nhiêu? 400 ngàn. Ôi, kỳ vậy? Kỳ vậy? Không được. Không được. Kỳ vậy? Thiếu tiền. Cô tính vậy chứ không đâu rồi. Mày số nó tiền nó gì chứ? 50. Tức quá, cộng quá. Mày buồn lên á. Nhau lấy không? Bốn nhau đi. Thổi không? Thổi không? Thổi không? Được rồi. Cô ơi. Gì? Không có lại nữa. Nói nữa là lấy đi đi về luôn á. Nó đi đóng phim 10 ngày mà. Con muốn hỏi cô bây giờ con có chuyện gì nhất? Giờ con có 2 tờ. Bán 2 tờ này đỏ 2 tờ cô được. Không hỏi bán luôn đi về. Mệt quá. Không bán. Đi khách dưỡng ơi, khách dưỡng lại mua lại. Trời ơi, khách dưỡng mà. Đường lên, đường lên. Kỳ cục á, rồi, quay trở lại. Mua không? Mua lại.
Đợi ngồi ghế ngồi đi. Ngồi hoài. Chín giờ, chín giờ nãy. Không. Không. Không, 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 số nhiều lắm đi bán. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 9 tờ. Rồi, 90 ngàn coi. Con đưa cô 500, cô thối nhưng sao cho được á. Lấy 2 tờ kia đổi lại. Cô không chịu đổi. Cô đưa anh 100 ngàn. 200. Để coi cô thối nhiều lần. Tiền cô bỏ nhiều quá. Cô sốc giờ. Nè. 200. Rồi đủ rồi đó. Nè. Ui. Rồi đúng rồi. Lại la, lại la, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn la, lại la, lại la, lại mấy cha. Bà bán sao bà không cảm ơn ta. Đi. Đít ta mà chưa vừa đít á. Cái anh nổi tiếng lắm á chứ. Trời ơi. Anh ở đâu? Anh nổi tiếng trên. Anh mua số không? Anh Việt Kiều. Anh có kênh YouTube lớn không? Gì? Chị ông này không? Thôi, trời ơi không. Sao vậy? Chịu gả luôn nè. Thôi. Cưới luôn cho. Thôi. Sao vậy? Chịu không? Mua số đi, mua giùm đi. Chịu đi. Thôi. Ông lái xe hơi đi cho giỏi để bán cái số. Thôi. Lái xe hơi nè. Ông lái xe hơi ra. Lái xe hơi là đi quen với quá hậu mà đúng. Trời ơi, chắc là quá hậu. Còn 9 tờ 100 nè, số hưởng. Mua đi. 11.000 tờ. 13 thôi. 13 5 tờ. 5 tờ. Lấy hết luôn đi. Em ơi, chở chức rồi lên phường luôn em ơi. Cảm ơn. Cho gì chức có dạy lên phường luôn anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy 3 tờ nữa đi, đủ 100. Nè, mua giùm đi mà, nắng nỉ mà. Cảm ơn. Lại la, lại kiều, la. Lại la, lại la. Chịu ông này không? Cứ không. Ơi, ông lái xe ơi, chở đi đánh cái số. Chị Kiều đó, anh đó, anh đây chị Kiều đó. Thôi. Thôi. Không. Toàn nằm vé à. Bà Việt Kiều, số không? Còn 5 tờ này mua. Anh Việt Kiều, số không? Số không anh? Anh số ông bà Việt Kiều. Mua đó hồi nãy mua hết rồi đó. Mua đi. Còn mấy tờ chứ? 5 tờ. Rồi đi, lát rồi cô mua hết ra. Rồi nhưng mà đi. Ngồi mình cha bán khô cũng ngồi hoài. Rồi anh bán khô đi. Nãy đại chiến với anh bán khô giờ ăn có ăn bánh ăn anh bánh khô luôn đi. Thôi. Anh bán khô rồi, dì chất rồi ăn ăn kìa. Bán khô đâu rồi, chú không mật đâu rồi ta. Chú không mật ơi, chú không mật ơi, kìa. Kêu chú không mật lại cho dì chất ăn luôn đi. Tiền đâu ăn. Còn bao? Khô mật, khô khô mật nước mắm. Rồi rồi, anh khô mật. Sao mà? Không, làm con 50 có mình dì chất ăn à. Giờ đây là chương trình dì chất ăn khô mật nha, mà nghe nói ăn khô mật là gãy răng thôi chứ. Ăn khô mật gãy răng á, ăn không? Lát mày tới mày chở về nha. Gì? Tới mày chở chứ không bắt toàn chở hoài đâu. Trả tiền đi. Trả tiền. 40 lên. Trời ơi 40. Vậy là lát con chở tiền trừ tiền thôi nha. Rồi. Tao về đúng không? Giờ còn mấy tờ sao chứ? 5 tờ. Rồi chưa tiền là bữa giờ của con hết nhiêu tiền 200 ngàn tiền xe. Bữa giờ chở cho hết tờ là đủ má mày. Trời ơi con chửi. Nè 5 tờ nè. Thì cho mỗi người tờ đi. Một tờ rồi. Ra mắt của hoài à. Nếu mà ông có một cái gì chất thấy sao? Thế lại ăn cắp nước suối xuống đi, cắp nước rồi nè. Ăn cắp hai chai đi. Ăn cắp tàu xấu lắm chứ. Rồi. Cắp là xấu lắm chứ. Hôm qua mày đi phá khỏi thực thiện con thì lấy ra uống. Thôi lại xin hai chai đi. Rồi chúc tôi xin đi. Hỏi vô xin đi. Xin đi. Bà cũng ăn đồ của hoài với vô xin đi. Giờ chắc uống thôi còn đi lấy nha. Ok rồi. Lấy cho chứ hai bình nước suối. Nhỏ quen Việt Kiều đẹp quá ha, mà thấy nó nhỏ mà quen Việt Kiều. Phải không?
nhỏ đó, nhỏ quen Việt Kiều á. Gì? Đứt nhíu mày. Quay sát chứ anh. Quay sát lỗ mũi luôn á. Để coi trọng có cái gì trọng không? Thôi chứ bây giờ chị chứ tháo răng đi. Hả? Ý da. Thử ra đi, sắp luôn qua. Tổ đẻ thì bỏ ớt gì. Bậy không rồi này. Bỏ nhiều nhiều nha anh. Chị chất có ăn ớt. Chất để con đang coi cô mực lên sao nha chất. Ảnh làm con nhỏ con không chịu đâu. Bự mới được. Nó suối để bự bự cho khỏi ăn này chất. Tụi nó âm mưu rồi chất. Trời ơi, con kia mua không mua à, trời ơi. Chọc vậy hả, ai mua mua không gì, chia sẻ mọi người. Ăn bây giờ đi, mai mốt ta mổ mắt rồi sao ăn. Ăn giờ đi, mai mốt bắn mắt là không được ăn cái gì hết á. Mơi đi chùi móng tay hết. Đi khám. Đó, chị cô mực cho chất ăn rồi đó. Lát bán không hết, còn 5 tờ thì con mua luôn nha. Ngồi chơi xíu đi, ai hỏi mua rồi bán rồi không, thôi con mua hết. Má này hên á, không còn cũng cắn đủ mấy ngày nay, ơi ơi, ế bông chịu. Hả? Thường trắng trái ớt rồi. Vô ông chồng á, người ta ủng hộ nhiều, ủng hộ trên mạng á chị. Ê, giờ này gì tiêu. Coi giờ này gì tiêu vô quá trời luôn. Giờ sợ không đủ với số em gần mổ mắt rồi mà người ta ủng hộ cho được, ta cho tiền. Quá trời gì kiều đẹp đẹp không, không đủ với số bán nữa. Ba cục máu bầm bắn à, chứ không có mổ bắn mắt á, tháng triệu không, còn cái này bắn mắt biết đau không, cô khấm cúc mê không, không cô nói cô bấm mắt bấm đau không, bắn là về còn chích kìa, chích cho máu bầm nó xuống á, không bắn mắt á, cho máu bầm da đó. Không, cái gì không có đau vậy á. Sao cả nói lấy kìm á.